chỉ số giá tiêu dùng CPI của tỉnh bình quân 7 tháng đầu năm 2018 tăng gần 3% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh những tháng đầu năm 2018 đang có những tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã phát triển thêm nhiều đối tác mới tại các thị trường thế giới. Tội phạm liên tục đưa ra những chiêu trò mới nhằm ăn cắp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền có trong tài khoản. Khách hàng nên cảnh giác với email giả mạo hay những cuộc điện thoại tin nhắn lạ. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay Chủ nhật ngày 29 tháng 7. Thông tin chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Mở đầu chương trình Huế Ngày Mới sáng nay sẽ là những tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của tỉnh bình quân 7 tháng đầu năm 2018 tăng gần 3% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2018 ước đạt 21.984 tỷ đồng, tăng 9,87% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 1.623,5 tỷ đồng, chiếm 74% tổng số và tăng 19%. Kinh tế ngoài nhà nước đạt 19.771 tỷ đồng, chiếm 90%, tăng 9,3%. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 589 tỷ đồng. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 7 tháng năm 2018 tăng 3% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. Theo đánh giá chung, tình hình giá cả thị trường trong 7 tháng đầu năm ở Thừa Thiên Huế khá ổn định. Hàng hóa phong phú, chất lượng, đáp ứng nhu cầu và sức mua tiêu dùng của người dân. Doanh thu tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp, cơ sở, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn đã mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Sức mua có phần cải thiện. Những tháng cuối năm, cả ngành liên quan, nhất là ngành công thương tiếp tục có các hoạt động để bình ổn giá cả thị trường, tăng cường hàng hóa phục vụ cho các ngày lễ, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh những tháng đầu năm 2018 đã có những tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã phát triển thêm nhiều đối tác mới tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, Nga, đã góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một số thị trường nhất định như trước đây. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 515 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 56% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước tăng 13%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Phần lớn các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2017, là nhóm hàng công nghiệp chế biến, hương và bột hương, bia, rượu sake, hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì xi măng. Trong 7 tháng đầu năm 2018, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã phát triển thêm nhiều đối tác mới tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, Nga, Australia, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một số thị trường nhất định. Xuất khẩu sang các thị trường có ký kết FTA với Việt Nam có mức tăng trưởng cao như sang Nhật Bản tăng 55%, Hàn Quốc tăng 21%, Trung Quốc tăng 165%, Australia tăng 196%. Giữa kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm 2018 ước đạt 357 triệu đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đầu năm 2018 đạt trên 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng lưu ý, còn một số mặt hàng chủ lực được dự báo không lạc quan giá bán trong những tháng cuối năm. Các mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu tốt trong 7 tháng đầu năm 2018 là gạo đạt 1,96 tỷ đô la Mỹ, rau quả đạt 2,28 tỷ đô la Mỹ, lâm sản đạt 5,03 tỷ đô la Mỹ, thủy sản đạt 4,63 tỷ đô la Mỹ. Các thị trường tăng trưởng xuất khẩu mạnh là Indonesia, Nga, Đức, Malaysia, Philippines, Ả Rập Xê Út, Iraq, Hồng Kông, Mỹ, Ấn Độ và Thái Lan. Trong tháng 7 và các tháng còn lại cuối năm, một số mặt hàng được dự báo không mấy lạc quan về giá. Cụ thể, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ, nhu cầu xuất khẩu giảm do các doanh nghiệp đã hoàn tất giao hàng theo các hợp đồng tập trung với Indonesia và Malaysia. Bên cạnh đó, giá cà phê được dự báo giảm do vụ mùa mới năm nay của Brazil sẽ đạt kỷ lục hơn 3,6 triệu tấn, của Việt Nam dự kiến hơn 1,8 triệu tấn, đạt mức cao so với nhiều năm gần đây. Dự báo thời gian tới, giá cà phê khó tăng do thị trường vẫn đang chịu áp lực nguồn cung từ mùa vụ mới và nhu cầu chưa có nhiều cải thiện. Ngoài ra, giá hồ tiêu và cà tra cũng có xu hướng giảm. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất loại 152 nhóm hàng hóa, sản phẩm khỏi danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ này, chiếm hơn 60% tổng số nhóm hàng phải kiểm tra chuyên ngành hiện nay. Theo tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 7.698 dòng hàng thuộc 251 nhóm sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, bao gồm hàng hóa thuộc diện kiểm dịch, hàng hóa thuộc diện kiểm tra chất lượng, hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm. Sau khi rà soát,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất loại 152 nhóm hàng hóa, sản phẩm khỏi danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ này. Các thủ tục hành chính được bộ đề xuất cắt giảm, tập trung vào đơn giản hóa, lược bỏ một số giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu thực hiện, đơn giản hóa trình tự thực hiện, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện quản lý hàng hóa theo phương thức quản lý rủi ro, giảm tần suất lấy mẫu lô hàng. Tỷ giá giữa đô la Mỹ và Việt Nam đồng tăng mạnh trong 2 tháng trở lại đây. Doanh nghiệp xuất khẩu thì vui mừng vì cùng một lô hàng xuất đi sẽ thu về nhiều tiền hơn trước. Thế nhưng ngược lại, các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn để nhập hàng về. Các doanh nghiệp nhập khẩu đang ứng phó ra sao với biến động của tỷ giá? Nhập khẩu mỗi năm gần 25 triệu đô la Mỹ nguyên liệu sản xuất. Mỗi bước tăng giảm của tỷ giá được doanh nghiệp này tính toán hết sức cẩn thận. Dù tỷ giá đã tăng nhanh khoảng 1,6% từ giữa tháng 6 đến nay, nhưng doanh nghiệp cho biết mức tăng này đã được tính toán từ khi lập kế hoạch đầu năm. Như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh tạm thời chưa bị tác động nhiều. Thấp, cao, một cái mức độ mà nó không lớn thì doanh nghiệp cũng phải tính toán gì cả. Nhưng nếu như nó có biến động 2-3%, tất nhiên doanh nghiệp phải tính toán, phải có các cái quỹ dự phòng của doanh nghiệp. Mỗi tháng nhập gần 1,3 triệu đô la Mỹ nguyên liệu, doanh nghiệp này ước tính có thể lỗ mất 500 triệu đồng do chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, thiệt hại đã giảm một nửa nhờ việc sử dụng thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay, hay còn gọi là LCUPAS. Sau khi ký hợp đồng, ngân hàng sẽ thay doanh nghiệp trả tiền hàng cho đối tác bằng ngoại tệ. Số tiền này sẽ được quy đổi ra tiền Việt, doanh nghiệp nhận nợ bằng tiền Việt. Vì thế, đến khi trả nợ, dù tỷ giá tăng hay giảm thì doanh nghiệp cũng không chịu ảnh hưởng. Người nhập khẩu chúng tôi ấy, thì có lẽ là thường ấy, thì muốn là để mà LC trả chậm, cái lãi suất bằng tiền Việt ấy, trong một tháng phải trả chẳng hạn, thì nó thấp hơn nhiều so với cái rủi ro về tỷ giá. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại từ tỷ giá, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp nhập khẩu không thể chủ quan. Hiện nhiều ngân hàng đã cung cấp các hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn, doanh nghiệp có thể tính toán thời điểm nhập hàng trong tương lai để chọn mua ngoại tệ trước cho phù hợp. Có thể tìm đến các cái công cụ hỗ trợ tài chính từ phía ngân hàng, ví dụ như các cái hợp đồng về kỳ hạn hay hợp đồng hoán đổi tỷ giá chẳng hạn, thì tôi nghĩ cũng là một cái kênh phòng ngừa rủi ro, bởi vì thực chất là các doanh nghiệp khi mà họ vay ngoại tệ thì cái họ cần nhất đó là mọi thứ nằm trong dự báo. Một phương án khác mà các doanh nghiệp cùng tính tới là mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Phương án này vừa tăng doanh thu, vừa giúp doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ cân đối với số tiền bỏ ra để nhập nguyên liệu. Tội phạm liên tục đưa ra những chiêu trò mới nhằm ăn cắp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền có trong tài khoản. Chính vì vậy, khách hàng nên cảnh giác với email giả mạo hay những cuộc điện thoại tin nhắn lạ. Mới đây, một số khách hàng của ngân hàng VP Bank đã nhận được email yêu cầu truy cập website có tên miền của VP Bank. Tại website này, khách hàng phải nhập nhiều thông tin như số thẻ tín dụng, ngày hết hàng, tên khách hàng và cả mã số bí mật CVV. Trước những vụ việc lừa đảo liên tục xảy ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đã yêu cầu các ngân hàng phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Khi mà có những cái vụ việc mà xảy ra thì Ngân hàng Nhà nước cũng đều chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải chủ động và phối kết hợp với khách hàng cũng như là các cái đơn vị chức năng liên quan để sớm giải quyết và xử lý đảm bảo cái quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Thế còn đối với Việt Nam cũng như là bất kỳ các nước trên thế giới khi mà thực hiện cái thanh toán thẻ thì cũng đều có cái rủi ro. Dù liên tục đầu tư nâng cấp nhưng hệ thống không tránh khỏi chiêu trò của tội phạm. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp qua email, điện thoại hay tin nhắn những thông tin như bảo mật, số tài khoản ngân hàng, số pin thẻ ATM mà truy cập và mật khẩu internet banking. Cái hệ thống cảnh báo như tường lửa rồi là các cái hệ thống an ninh an toàn của chúng ta, dù sao chăng nữa thì bọn tội phạm luôn luôn sử dụng các cái thành tựu khoa học mới này để bằng mọi cách là chúng thực hiện được các cái hành vi của chúng. Cho nên là cái khoa học công nghệ thông tin thì phát triển liên tục, cho nên chúng ta cũng chưa thể đối phó kịp thời được. Theo thống kê, 89% người sử dụng tại Việt Nam chưa nhận thức được việc mất an toàn tài khoản ngân hàng xuất phát từ chính bản thân. Vì vậy, khách hàng cần nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Tuyến đường đi bộ dọc sông Hương đang đẩy nhanh thực hiện hệ thống lan can bằng đồng hai bên và lát sàn gỗ mặt đường. Việc lát gỗ được thực hiện kỹ và mất nhiều thời gian. Tuyến đường nằm dọc bờ nam sông Hương với chiều dài 380m, kết nối phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và khu vực công viên Lý Tự Trọng. Chiều rộng tuyến đường 4m, diện tích 2.400 mũi 3m2,
kết cấu bê tông cốt thép sang lát bằng gỗ lim dài 5 cm. Tổng kinh phí của dự án là 52,9 tỷ đồng, trong đó phần kinh phí cho gỗ lim lót đường là 5,14 tỷ đồng. Số tiền trên do chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại 100% thông qua COICA tại Việt Nam. Được biết tuyến đường này nằm trong dự án thí điểm đi bộ dọc sông Hương, mở đầu cho chuỗi các hoạt động tiếp theo của dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương do tổ chức quan hệ quốc tế Hàn Quốc COICA tài trợ. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn tổ chức hội thảo khoa học giáo dục và công nghệ SES 2018 lần thứ hai. Chủ đề của hội thảo lần này trải rộng trên nhiều lĩnh vực của khoa học giáo dục và kỹ thuật công nghệ, những thế mạnh nghiên cứu của ba trường. Các đại biểu báo cáo đề tài nghiên cứu ứng dụng ở phiên toàn thể, 10 phiên thảo luận nhóm và 37 bài viết trình bày bằng poster với các nội dung: quản lý nguồn nhân lực, quản lý đổi mới chương trình đào tạo, khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, quản lý tài chính, liên kết nhà trường, doanh nghiệp, truyền thông và quan hệ công chúng, công nghệ thông tin, công nghệ điện, điện tử viễn thông, công nghệ y sinh, vi sinh, công nghệ cơ khí, công nghệ cơ điện tử, công nghệ hóa, vật liệu, công nghệ tự động. Số lượng cũng như là chất lượng các cái bài báo, các cái công trình nghiên cứu trong thời gian vừa qua của ba trường là tăng lên một cách rõ rệt. Trong cái chiến lược phát triển của nhà trường nói riêng cũng như trong chiến lược phát triển của tất cả các trường nói chung, thì việc nghiên cứu khoa học phục vụ cho đào tạo, đặc biệt là hướng tới đào tạo nghề, thì là các trường là rất quan tâm. Và chính vì điều này đã thúc đẩy cho các trường đầu tư các cơ sở vật chất cũng như là nguồn lực để phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và đặc biệt đầu tư cho cái hội thảo này nói riêng. Với 71 bài báo cáo khoa học của 131 tác giả, hội thảo lần này được đánh giá cao về quy mô cũng như chất lượng, là sự tiếp nối thành công của hội thảo SES 2017. Chứng tỏ công tác đầu tư nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học giáo dục và kỹ thuật công nghệ được các trường coi trọng. Qua những cái đợt hội thảo như thế này, ngoài cái việc chia sẻ các cái kiến thức về mặt chuyên môn, về mặt nghiệp vụ, thì chúng tôi còn có cái mối liên hệ về đào tạo giữa các trường và chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là cái năng lực đào tạo giữa các trường, giữa các ngành nghề với nhau. Và thực sự là rất là bổ ích cho các trường. Và chúng tôi hy vọng là cái hội thảo lần tới chúng ta sẽ kết nạp được nhiều hơn nữa các cái đơn vị đào tạo như thế này để tham gia vào cái quá trình đào tạo đáp ứng cái nhu cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Hội thảo này sẽ được tổ chức 2 năm một lần, tạo diễn đàn thường niên để các giảng viên, nhà nghiên cứu của các trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng sáng tạo và các trường đánh giá, nhìn nhận lại thực trạng đào tạo nghề. Qua đó, liên kết các trường và doanh nghiệp để thay đổi chương trình đào tạo theo xu thế hội nhập công nghệ 4.0. A Lưới là địa phương có diện tích rừng lớn nhất với trên 110.000 hecta, trải đều tại 21 xã thị trấn. Độ che phủ rừng của huyện này chiếm đến 60% độ che phủ rừng của toàn tỉnh. Để bảo vệ rừng có hiệu quả, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với kiểm lâm trong các hoạt động quản lý, bảo vệ, ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Với chiều dài hơn 139 km trên hai trục giao thông là đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49, A Lưới có diện tích rừng trên 110.000 hecta. Tuy nhiên, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là hạt kiểm lâm chỉ có 39 con người, thì việc phối hợp tuyên truyền, tuần tra, xử lý, ngăn chặn từ đầu luôn là vấn đề quan trọng, cốt lõi để giữ rừng. Trước thực tế đó, hạt kiểm lâm A Lưới đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng để tăng cường hoạt động bảo vệ rừng. Thì thời gian qua, cái công tác phối hợp bảo vệ tài nguyên rừng giữa lực lượng vũ trang, trực tiếp là giữa biên phòng với nhân dân, các xã vùng biên với cấp ủy chính quyền ở các xã vùng biên thì duy trì khá tốt. Cơ bản rừng của A Lưới vẫn được giữ nguyên, giữ vững. Chúng ta có cái diện tích rừng, độ che phủ rừng khá lớn đang được bảo vệ một cách an toàn. Điều này thì cũng thể hiện rõ trách nhiệm tư vấn về mặt nghiệp vụ của các cơ quan chức năng về rừng. Từ năm 2012 đến nay, hai lực lượng biên phòng và kiểm lâm đã tham gia phối hợp 59 đợt truy quét tại rừng với 406 ngày công, đã bắt giữ và xử lý 5 vụ việc với gần 8 mét khối gỗ, thu ngân sách đạt 48 triệu đồng. Đặc biệt với việc đảm bảo an toàn lòng hồ thủy điện, công tác tuần tra kiểm soát đã được hai lực lượng phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng trong cộng đồng dân cư,
để có kế hoạch phòng ngừa ngăn chặn, đảm bảo an toàn cho rừng phòng hộ đầu nguồn và công trình tích nước thủy điện trên địa bàn. Bảo vệ hiệu quả cái diện tích rừng trên khu vực này, thì đơn vị cũng đã xác định việc phối hợp chặt chẽ với cái lực lượng biên phòng trên toàn huyện cũng là một cái nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào sống gần rừng và ven rừng để họ hiểu biết và chấp hành. Thời gian qua là thực hiện theo kế hoạch của Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị và theo kế hoạch của các tổ đội công tác thường xuyên phối kết hợp với các lực lượng ban ngành như là kiểm lâm, các công an xã thuộc địa bàn đồn biên phòng quản lý phối kết hợp tuần tra và trên lòng hồ thủy điện. Việc phối kết hợp giữa hai lực lượng để bảo vệ rừng đầu nguồn là cần thiết. Người lính biên phòng là con em của bản làng, các anh luôn lắng nghe, thấu hiểu và được đồng bào tin yêu. Vấn đề còn lại đó là làm sao để tạo được công ăn việc làm ổn định cho đồng bào, để họ không còn nghĩ phải vào rừng khai thác sản vật từ rừng. Có như vậy, sự phối hợp giữa các ban ngành, lực lượng bảo vệ rừng mới mang lại hiệu quả cao, góp phần giữ vững tài nguyên rừng, giữ vững rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ đầu nguồn. Phần của chương trình Huế ngày mới như thường lệ là những thông tin về thời tiết ngày hôm nay. Thời tiết hôm nay đêm có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ tăng dần, cao nhất ở mức từ 29 đến 31 độ, độ ẩm từ 78 đến 82%. Các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm 80%. Các huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, đêm và sáng có mưa, ngày nắng nhẹ. Khu vực thành phố Huế, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm 78%. Khu vực huyện A Lưới, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm 82%. Huyện Nam Đông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 5, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Chương trình Huế ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.